Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ.